Tìm hiểu về biển đảo Việt Nam là một cuộc thi đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cơ quan đơn vị, các tổ chức xã hội và các địa phương trong cả nước tham gia hưởng ứng một cách nhiệt tình. Phòng giáo dục huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh là một ví dụ sinh động. Từ khi phát động cuộc thi đến nay, đã có hơn 23.000 lượt cán bộ giáo viên và học sinh của huyện Đông Triều tham gia cuộc thi, trong đó có 974 bài viết được gửi trực tiếp đến ban tổ chức và 31.237 lượt thi trắc nghiệm trên Internet. Thông qua hệ thống máy vi tính được nối mạng, Phòng giáo dục của huyện Đông Triều đã khẩn trương chỉ đạo và triển khai tới tất cả các trường học trên địa bàn huyện hưởng ứng tìm hiểu về biển đảo Việt Nam. Trong các giờ học dạy vi tính, các trường đều gắn nội dung chương trình giảng dạy với việc giới thiệu về biển đảo Việt Nam và hướng dẫn các em học sinh tham gia trả lời các câu hỏi. Chính vì vậy, ngay trong vòng thi trắc nghiệm theo từng tuần, đã có một cô giáo và một học sinh của huyện Đông Triều đoạt giải nhất. Chính những cá nhân này đã trở thành các tuyên truyền viên tích cực hướng dẫn, vận động và truyền đạt kinh nghiệm cho nhiều người cùng tham gia cuộc thi. Cháu sẽ hướng dẫn cho các bạn bè kinh nghiệm, cho nhiều bạn biết và cùng tìm hiểu về cuộc thi biển đảo Việt Nam. Cách đây 2 năm, vào năm 2007, Phòng Giáo dục huyện Đông Triều là đơn vị đầu tiên thuộc hệ thống các phòng giáo dục trong cả nước đã ứng dụng thành công và rất có hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác quản lý giáo dục trên địa bàn. Phòng giáo dục đã đầu tư xây dựng một cổng thông tin riêng của phòng và nối mạng Internet tới tất cả các trường học trong huyện. Nhờ vậy, từ phòng giáo dục của huyện có thể tổ chức các buổi giao ban trực tuyến tới tất cả các trường học trong huyện. Đây chính là một thuận lợi rất lớn cho công tác chỉ đạo và triển khai hưởng ứng tham gia dự thi, không chỉ đối với cuộc thi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam mà còn đối với nhiều cuộc thi khác, cũng như việc mở rộng các đối tượng tham gia dự thi. Mục đích của cuộc thi, như ban chỉ đạo và của cuộc thi đã hướng dẫn, thì mong muốn của chúng tôi sẽ là tất cả các em học sinh sẽ đều được dự thi, bởi vì là cái điều kiện về hạ tầng như thế này thì đủ điều kiện để cho các em học sinh của chúng ta càng ngày càng đông người tham gia hơn trong cuộc thi này. Hiện nay thì chúng tôi đã hướng dẫn cho tới các em học sinh của trung học cơ sở và sau đó sẽ tiếp tục đến các em học sinh tiểu học và các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Và chúng tôi phấn đấu sẽ là 100% học sinh trên 30.000 học sinh của Đông Triều sẽ tham gia dự thi. Quảng Ninh là một tỉnh miền biển, nhưng Đông Triều lại là huyện nằm khá sâu trong nội địa và không trực tiếp tiếp giáp với biển. Mặc dù vậy, huyện ủy Đông Triều đã rất quan tâm tới việc chỉ đạo các cơ quan đơn vị, tổ chức đoàn thể xã hội và mọi tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng gắn với việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tìm hiểu về truyền thống của địa phương. Với cái kết quả cuộc thi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam trong thời gian vừa qua, thì trong thời gian tới, Ban Thường vụ huyện ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo các cái lực lượng, trong đó là đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh trong toàn huyện sẽ tiếp tục tham gia các cuộc thi tìm hiểu truyền thống lịch sử của đệ tứ chiến khu Đông Triều nhân cái kỷ niệm 60 năm ngày thành lập chiến khu Trần Hưng Đạo, gắn với cuộc thi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam cho cái lực lượng này. Việc có tới hơn 31.000 lượt thí sinh của huyện Đông Triều tham gia gửi bài viết và tham gia thi trắc nghiệm đã được ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam đánh giá rất cao, coi đây là một trong những điển hình về cách thức triển khai hưởng ứng cuộc thi rất có hiệu quả.